Minh Tân xe quê xin chào mọi người và cô chú và anh chị và Mạnh Hồng Vân. Bữa nay thì mình tới chỗ mảnh đất chôn của chôn anh Long, đem cốt anh Long về đây ha mọi người. Thì bữa nay mình lại đây mình quay cái khu này cho mọi người coi ha, là cái khu này mấy chục công luôn mọi người. Đó. Đây là cái vườn nhãn ha, hai cái mã là của ông nội bà nội của con Long đó, ở trong cái khu này ha mọi người. Đó, trong đây là toàn bộ trồng nhãn hết, là nữa anh Long chôn trong đây nè, trong chỗ này hả mọi người. Đoạn đất này rộng lắm nha, mấy chục công lắm, vòng nè, toàn nhãn hết mà cái đường này khu giống què mọi người ơi. Đó. Đây là cái đường đi vô, đường vô cái cổng nè mọi người, thấy không? Đó trồng nhãn nè. Còn má ông nội bà nội anh Quang Long thì nằm ở đây. Đường như đây là trắng que luôn ha mọi người. Thì hồi nãy mình mới gặp chú ruột của ông Quang Long thì cũng có, chú cũng có nói về thông tin là anh Quang Long là chưa có đem về tới mấy ngày nữa, là bữa thứ hai là còn mấy đưa vô nhà hoàng ở bên Mỹ thì rằng bữa thứ hai. Nguyên cái khu này ha mọi người. Chỗ này là mấy chục công luôn. Đó, thấy không? Nguyên cái khu này toàn là nhãn với xài không hả mọi người. Mấy chục công luôn, cái đường này vắng que luôn ha. Từ đây dài cả tới ngoài cái nhà ton chỗ cây dừa đó luôn đó mọi người. Tới nhà ton chỗ cây dừa đó luôn đó. Là đất nhà của gia đình anh Quang Văn Long á. Là cái khu mấy bên đây ha. Đó. Rồi đây lại đụng cái cua đó là cái mã ông nội bà nội của anh Quang Quang Long. Thì bữa nay mình tới mình chia sẻ cái chỗ mộ của anh Quang Long mình nó nằm ở đây cho mọi người coi ha. Đó thì nói như vậy đó mọi người. Thì nữa anh Quang Long thì đem xác về đây. Đó. Còn trong đây thì mộ mã của ông nội bà nội của anh Quang Long. Đây là vườn cây không ạ. Thì mã của ảnh nằm hồi nữa nằm trong đây ha mọi người. Là nghe người mẹ chia sẻ là nữa chôn ảnh kế ông nội bà nội luôn. Má nói bà nội đó. Thì nghe của mẹ anh Quang Long nói là chờ hồi nữa nằm kế ông nội bà nội. Thì nên em vô đây em quay em chia sẻ cho mọi người ta coi người ta biết cái quê của anh Quang Long là ở đây. Tại vì nãy em có ghé mà ông chú mới lưu gầu luôn rồi. Rồi ông chú cũng chia sẻ ông chỉ mới làm miếng đất ở trong đây nè. Thì miếng đất nói chung là nguyên dây này luôn. Nhiều lắm hả cô? Nguyên dây này dài ra ngoài là có nghĩa thì từ của chú ba, chú tư, chú năm đó là ba của Văn Long là thứ nhiều tư. Lắm hả? Ba Văn Long là thứ tư ha. Ba của Văn Long là thứ tư. Chú sáu ở đây nè, chú của Văn Long nè. Dạ thì nãy em có vô trống chỗ ông chú ông thầy giáo á. Chú bên kia thì chú 10 đó. Dạ. 10 là Út á. Còn chú này nè, chú sáu của Văn Long. Còn ba Văn Long là chú thứ tư. Nghe mắt cái đột ngột á. Bởi vì đâu có hay đâu, cũng mới vừa hay thôi đó. Đâu có hay đâu. Mới tại vì mọi khi nó về hoài, chị em cũng gặp vậy đó mà đâu có. Có gì hoài ha. Thì nói chung là năm nào cũng có về, có năm ngoái năm nay thì không thấy về tại vì từ hôm đó nay đi dịch đó. Thì này nguyên dây đây không phải dài lắm, 30 công nè. 30 công. Nhưng mà tối rồi. Tối rồi mình cũng không dám ra ngoài. Ngày á được chứ bao giờ có bù thấy đường đó. Ở ngoài một ngăn nữa. Có ngăn nữa hả? Là của Văn Quang Long, có nghĩa nó trồng cây đồ nhiều lắm. Là chị hả? Cũng như là tôi thuê cái khúc miếng này. Chị ở sớm này chắc cũng biết gì ảnh ha. Thì biết vậy thôi, cũng như chị em cũng gặp nó cũng hiền khô hả. Chị em cũng vui vẻ rồi nói chuyện. Ở ngoài nó trồng dừa đồ nhiều đẹp lắm. Trồng dừa nữa ha.
Trời ơi, thì bà... Trời ơi, vậy về đây làm thấy thường hiệp lắm. Tại vì dân miền Tây mà. Ai cũng đau khổ hết thôi. Nghe tin cái là ai cũng giật mình chân á. Thì đó. Mai mốt các cô gần rồi. Mai mốt là người hâm mộ được về đây rồi, người nổi tiếng. Nghe nghe mẹ, cha mẹ là nói trôn Tết mà nội. Hiện tại thì bây giờ còn bên Mỹ bánh chưa hiêu nữa. Dạ. Hiêu xong rồi mới đem về Việt Nam rồi trên Sài Gòn. Như mình gặp thí dụ gặp chú Tư, thím Tư ở ngoài đó thì mình còn hiểu tất cả phải không, như anh chị ở gần ngoài. Còn này không hay rồi, mình mới vừa hay đây rồi đâu có biết đâu hỏi thăm. Ông bà chị ở đây. Chiều hôm qua em ra ba mẹ của anh Quang Long á, rồi bác chỉ vô đây nè. Chứ phải mà hồi như mà mới hồi trưa này chú Sáu chú đi ra giường đó nè, mà mình có hay có biết gì đâu mà hỏi thăm. Chị cũng chưa hay nữa hả? Ừ, rồi đâu có hay đâu, tại vì đi mận về thì tối thì ngủ rồi có để ý đâu mà hay biết. Ừ. Vậy là thứ hai mới đi. Hiêu rồi đến Việt Hương ấy, mới đem cốt về. Nhờ người đem cốt về. Dạ. Đem cốt. Làm lễ trên Sài Gòn xong rồi mới đem về đây chôn. Cầu siêu á, cầu siêu dạ. Xong mới đem về đây. Dạ. Chị ngày nào cũng ra giường này chứ hả? Ngày nào cũng ra. Đi về cho chị đi về. Dạ. Chị cảm ơn chị luôn ha. À, tưởng anh kiếm ai nên em mới nhậm chậm để dạ. Để em chỉ đó. Dạ. Yêu nữa rồi. Chính xác chưa làm việc xong nữa, bên kia có nghĩa là chưa có xác định. Cho xong rồi bên kia nó mới làm lễ truy điệu bên kia, còn bên đây hai á bên đỡ mới tiêu, còn bên đây thì sáng ngày mai nè hãy tin chùa giác ngộ đã đó. Vậy là chú có biết không tin chân ha? Biết chân rồi đó, tôi chú đâu. Ruột nó mà. Dạ tại vì con nghe nói là bên bản thiêu rồi nên là bà cô bớt bà kêu hồi nữa vô trong đây nè thứ hai ha. Xong rồi mới nắm được cái tình hình coi nó về đây là như thế nào, rồi thời gian nó về. Dạ. Rồi còn gửi vô chùa rồi này kia nữa, nó nhiều dạ. Giai đoạn lắm. Cô lấy cho con chị em bé đi. Rồi Minh Tăng xin kết thúc video, xin chào mọi người và cô chú và anh chị Mạnh Thường Quân. Mình sẽ cập nhật video tiếp theo để cho mọi người xem và những chi tiết sau này làm mọi xây mộ cho anh Quang Long và những thông tin thêm nhiều hơn. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ và xem video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người nha.